chợ hoa Việt Trì vào ngày 27 Tết. Mời các bạn đến xem những cây bưởi rất là đẹp. Bưởi Đoan Hùng nhé. Mọi năm là như thế này là nhộn nhịp lắm, nhưng là năm nay cái sức mua của bà con nó chưa đẹp quá. 250 đồng một cây quất này, quất thế đẹp à. Quất to. Đây là chợ hoa trung tâm thành phố Việt Trì đấy, rất là đẹp. Rộng trung tâm này, bên đây là hàng mai đào đây. À, cái mai này rất là đẹp, mai này tết được này, chậu mai này mai thế là đẹp hơn. Cây mai này tết nở như đẹp này, cây này đẹp. Tết nở. Ừ, đẹp lộ rất đẹp. Cái đào này. Đào đẹp quá. Các cây gỗ lũa này. Cây này bao nhiêu chị? Dạ. Cây này bao nhiêu đây? 1,2 triệu ạ. 1,2 triệu à? Ừ, thì cũng được cái nhỉ. Ừ, là... Nhưng mà sức mua năm nay nghe có vẻ kém nhỉ. Chậm quá. Mọi năm như này là tưng bừng rồi, nhưng mà năm nay đúng rồi. Cái này 1,2 triệu thì cũng đẹp. Cây như dạng đẹp. Ừ. Dạng đẹp. Nhưng mà Tuấn không vào trong bác xem cái cây của bác nó như cây này. Bác đúng một cái to này to như cây này. Cái gốc to như gốc này nhưng mà nó cao nên này, xong bắt đầu tỏa cái tán ra đẹp. Sáng nay Tuấn không vào xem cây của bác. Đẹp. Cây bác đẹp lắm. Cây này bác quá đẹp. Quất. Quất đào. Quất rất là đẹp. Lộc vẫn cứ tiếp tục quất ra. Ừ.
Bên trong là lan. Lan. Cây đào có này. Cây đào. Đào mai là chưa ra, chưa ra lục. Cây nào nó cũng thế anh ạ. À. Cây nó có thế nọ, nó có thế kia. Cứ xem gần nhanh một tuần đấy, cứ chọn cái cây nào cũng nhanh lấy. Mai. Đây là nhất nhất chi mai này. Đây rồi. Đây là mai là. Đây là một trong những cái chợ trung tâm lớn nhất của thành phố Việt Trì đấy mà. Lan này. Rất là nhiều lan, lan đẹp. Chậu lan. Hồ điệp. Chơi lan vẫn là đẳng cấp nhờ. Lan đẹp không? Hồ điệp. Lan sông Lô. Lan sông Lô. Và chọn cái lan địa lan này đẹp quá nhỉ. Trên này lan mang Lào Cai những cái thứ về thì nó đẹp quá, làm rất là đẹp. Này bà con Việt Kiều về đây mới thấy được cái không khí. Bên kia làm gì có những này, không có đâu. Cây mai mai thế rồi. Rất là nhiều đẹp nhưng mà cái sức mua không có mấy, chưa đây gì. Đây nó vẫn đi làm. Mai này, mai vàng này. Đây này à. Lấy 650, cực đẹp luôn. Rồi 650 à? Vâng. 650 cây nào này đẹp nhỉ? Cây quá đẹp ấy chứ. Cây này đẹp, 650. Trở về cho chú bác. Vâng. Biết nhà chưa? Chưa biết. 650 vàng. Đi mai xuống nào, mai đi mai nào. Đi đấy. Mai vàng. Mai là Tết là nở đẹp. Đấy, cây này đẹp này. Đẹp này. Cây này bao nhiêu em? Cái này 750 à? 750 à? 750 với cả 650 kia thì... Cái kia bao nhiêu ạ? 650. Cái này là Tết à? Ủa này quýt này, quýt này. Này, cái quýt này đẹp không? Cam cam canh. Cam canh. Đào. Đào trên này rẻ. Bao nhiêu một rẻ? Kia có 600 mấy 700 cây người ta bán rồi kìa. Thế thôi mà. Cái cành nhà em mua có 300 cái gì. Vâng. Mai đẹp nhỉ. Mai. Hôm qua nhà em mua
Các cây đào. Cây này nó hay. Những cây này hay chứ còn cây này ghép thì không đấy. Nó là gốc ghép. Kiểu gốc ghép mắt này. Cây này đẹp thế, cây này đẹp. Giờ thì không đắt đâu chú ạ. Cây này bao nhiêu ta? Giờ đang bán 14 triệu ạ. À 14 triệu. Bán á hả? Vâng bán. Bán chứ mà thuê đúng không? Thuê thì rẻ hơn. Thuê là bao nhiêu? Thuê tầm 9 triệu. Đẹp nhỉ, cây này đẹp, cây này đẹp, rất là đẹp. Cây này Tết thì coi như là. Cái này phải có con viên, nhà có con viên. Không, cây này đẹp. Bán trước được. Cây này quá đẹp luôn. Cho thuê thì bao nhiêu tiền? Thuê là 9 triệu. Đẹp. Lan làng đẹp không? Lan làng đang xanh, lan vẫn là đẳng cấp, đẹp, hồ điệp. Bên đây là đồ gỗ, kế đây đồ gỗ rồi. Cái kia mà em hỏi nó chỉ có 500. Rẻ mà, trên này rẻ. Cái cây mà ở mình là cái nào? Cái trà. Độc bình. Đồ gỗ này. Đồ gỗ độc bình. Cái độc bình này không? Bình này nhà biệt thự. Biệt thự không được, đây chỉ có đình chùa thôi. Đấy. Xếp sập vụ sập anh ơi, cái sập kia là nhà mình bán bao nhiêu nhỉ? 60 triệu chú ơi. 60 triệu à? Kích thước là bao nhiêu? Kích thước bao nhiêu? 1m82 à? Đẹp quá nhỉ. Vần vào rất là đẹp này. Ở đây có gì nhỉ? Gỗ hương đá. Hương đá. Hương đá mới vân đẹp. Mặt hai lá. Vâng. Trơn. Không, trơn này mới bây giờ trơn. Trơn bây giờ nó mới là đấy. Bây giờ đã chỗ làm trơn. Dễ lòng. Rồi. Đấy có 10 phân. 10. Kể cả xung quanh luôn. 10 ba bề. Dạ 10 phân hết. 10 phân. Mặt 3 phân. 60. Không đây. Nhà rộng có chỗ không. Chở ra chở vào là. Cái đấy không được. Là thế này. Này, bộ này. Quá đẹp. Sập này quá này. Trường này. Đấy sập mấy trường kể. Tối mà tối đang chung ấy.
Đỗ Quyền. Bình như kiểu này. Đỗ Quyền này. Đỗ Quyền dáng công anh ạ. Đỗ Quyền đấy là. Đã tạo dáng con công đấy. Để hỏi. Anh Đỗ trồng cho cây này anh Đỗ ơi. Bỏ ở đâu hả đâu á? Em ơi, có Đỗ Quyên giáng công là bao nhiêu? 1 triệu 7 ạ. 1 triệu 7. À đây 1 triệu. Cái này nhỉ? 5 tầng là 1 triệu 7. Đây là 5 tầng là 1 triệu 7. Còn đây là 3 tầng là 1 triệu. Cái này. Cái này bên này 1 triệu em. Thấp có bán không? Có chứ, thấp có bán chứ ạ. Thế là đúng giá bán bao nhiêu? 950.000 ạ. À, 900, bớt có 50 thôi á. Nhưng mà cái này, bên này là hoa nó lở hết rồi nhỉ. Cái này được. Mai đẹp quá. Cũng bay ở cái biển nữa bố nhá. Rồi, 30 chưa phải là Tết, đấy. Đúng không? Rồi, đẹp quá. Ừ. Đẹp quá. Rồi, mới lay 27. Lay 27. À thì lo gì. Vẫn còn bán tốt. Rồi, thay đổi là mai là 28 nhá. Rồi, mai 28 rồi. Rồi đẹp luôn. Cá chép. Đẹp quá. Rồi. Hồng này. Cái hồng này vào. Quá. Rồi, tất cả. Mọi người lên đây coi đảo đẹp quá. Hoa hồng, hoa hồng. Đây là đánh dấu coi mấy chúng ta chọn hàng. Đây là hàng của mình. Đây là trà. Trà tứ quý, trà tứ quý đây mà. Cây này bao nhiêu? Cây này là 550 ạ. 550 à? Trà kép kia thì 600 ạ. Bớt nhiều 10 trà trắng kia thì 700 ạ. Cây này bao nhiêu? Cây này thì 550 ạ. Cây này bao nhiêu chị? Cây này 550 ạ. Sao mà đắt quá. Hàng trà kia nó đẹp mà chị
đúng bao nhiêu, đúng bao nhiêu. Dạ. Cái này em nếu chị lấy em lấy đúng 500, em lấy 500 thôi thì em bớt cho chị 400. Không ạ, năm hết tên đến rồi 400 không, chính là thế thì em mới để cho các chị lấy để cho các chị lấy hàng này mà hôm kia bán 600 đấy. Bốn trăm rưỡi. 400 rồi. Vậy là đi chợ hoa thành phố Việt Trì chúng tôi cũng mua được 2 cây. Cây trà tứ quý và cây đỗ quyên. Sắm Tết vậy. Vậy. Video chúng tôi tạm dừng tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chào.